Hôm nay nhiều tỉnh thành nước ta tiếp tục có mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan. Thông tin chi tiết sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Trong chiều đến tối nay, dự báo Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm và có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Khi thấy cơn dông ập tới, quý vị không nên cố di chuyển. Hãy nhanh chóng tìm nơi tránh trú kiên cố, an toàn.